Xin chào các bạn nhé, mình là Kiên Công Nghệ. Hôm nay mình có nhận được một chiếc iPhone X đang bị vô hiệu hóa. Đấy, và chiếc này thì khách có mang đến nói là quên iCloud, thì cần mình bypass để mở khóa. Rồi, ở đây mình sẽ làm mở khóa chiếc iPhone này các bạn nhé. Các bạn cùng theo dõi nhé, xem mình làm như thế nào. Thì để mở khóa được chiếc iPhone này thì chúng ta cần có máy Mac hoặc là có máy chạy Windows, máy tính chạy Windows các bạn nhé. Thì nếu mà dùng Windows thì chúng ta có thể dùng các công cụ để mở khóa như là Unlock Tool này. Đấy, còn mình thì dùng công cụ Free các bạn nhé. Free thì mình sử dụng Mac để chạy RAMDisk. Cái này mình check đang chạy iOS 13.7. Rồi, để mà check iOS thì mình sẽ làm như này các bạn nhé. Mình dùng tool của anh Thanh Lập USB Patcher của anh Thanh Lập này. Đấy, mình mở cái tool của anh Thanh Lập ra. Tool chạy trên Mac các bạn nhé. Đây, mình sẽ quay cho các bạn xem. Rồi, mình sẽ mở tool USB Patcher của anh Thanh Lập ra để check iOS. Check iOS thì các bạn có hai cách, một là vào recovery của máy, hoặc là cách thứ hai thì mình vào chế độ chuẩn đoán của máy các bạn nhé. Thì vào recovery sẽ nhanh hơn. À, bây giờ mình sẽ check thử xem con này chạy iOS bao nhiêu các bạn nhé. Vào enter DFU này. Rồi, thì cái này mình sẽ vào recovery nhé. Với iPhone 8 cho đến iPhone X và recovery thì các bạn sẽ bấm như thế này. Tăng âm lượng, giảm âm lượng, giữ chặt phím nguồn các bạn nhé. Cứ giữ thôi, máy sẽ tự boot vào recovery. Cứ giữ chặt. Rồi, máy đã khởi động lại thì mình vẫn giữ chặt phím nguồn các bạn nhé. Máy sẽ boot lại lần nữa và vào recovery. Rồi, thì chiếc tool của anh Thanh Lập này, mình bấm vào check và iOS, bấm OK. Nha các bạn nhé, mình rút cáp cắm lại nha. Rồi, trên tool sẽ báo này. Rồi, trên tool báo này iOS version 13.6 hoặc 13.7 các bạn nhé. Đây, 13.6 hoặc 13.7. Đấy, 13.6 hoặc 13.7. OK, bây giờ mình sẽ RAM disk trước iPhone này các bạn nhé. Thì các bạn có thể dùng tool của anh Thanh Lập, các bạn mua series để làm. Còn mình sẽ sử dụng tool free các bạn nhé. Giờ mình sẽ sử dụng tool free của mình ở tool này. Thì tool này trên cộng đồng GitHub chia sẻ rất là nhiều các bạn nhé. Mình mở terminal lên này. Rồi, thì cái công cụ này thì rất là đơn giản thôi. Bấm lệnh nhỉ, chấm sạc sh ramdisk.sh sạc cách 13.7 là hệ điều hành của con iPhone này các bạn nhé. Bấm enter. Rồi, máy yêu cầu đưa vào debug này. Mình sẽ làm clip riêng để cài đặt cái phần mềm này riêng các bạn nhé. Bấm phím bây giờ đưa máy vào debug này. Bấm phím tăng giảm nguồn. Khi nào máy tắt đi thì mình sẽ bấm phím giảm âm lượng. Rồi, mình bấm giảm âm lượng trong khoảng 4 giây. Rồi mình nhả phím nguồn. Để máy vào debug các bạn nhé. Không được, mình sẽ làm lại nhá. Tăng giảm nguồn, giữ nguồn thôi. Khi nào tắt màn hình thì mình bấm thêm giảm âm lượng nữa. Rồi, bấm giảm âm lượng. Nhả phím nguồn. Rồi, máy đã vào debug các bạn nha. Rồi, đợi tool nó load RAM disk cho chiếc iPhone này.
Rồi. Là RAM disk đã load xong, bây giờ chúng ta sẽ boot RAM disk nhá. Chúng ta sẽ gõ lệnh .sh RAM disk.sh cách ra boot enter. Rồi lúc này điện thoại sẽ boot RAM disk các bạn nhé. Rồi, đã boot rồi đó các bạn. Ok. Vậy là đã xong phần việc của Mac các bạn nhé. Thì bây giờ mình sẽ rồi, mình sẽ rút cáp ra, mình cắm trên Win để mình backup file kích hoạt. Đấy, file kích hoạt và file iCloud. Rồi mình cắm vào máy tính các bạn nhé. Mình bỏ máy Mac của mình ra đây, không cần dùng nó nữa. Ok các bạn nha, sau khi mình đã boot RAM disk ở bằng máy Mac xong thì mình chuyển sang qua máy Windows để mình sao lưu các file kích hoạt của nó các bạn nhé. Thì mình sẽ mở cái công cụ iVoIP RAM disk. Mình sử dụng WinSCP. WinSCP và iVoIP RAM disk để mình lấy file tiếp ra nha. Thì iVoIP RAM disk của mình ấy. Công cụ này là công cụ miễn phí. Chạy RAM disk trên Win cũng được, nhưng mà đôi khi là điện thoại không boot được các bạn ạ, không boot RAM disk được, nên mình luôn lấy Mac để mình boot. Mình chỉ mượn công cụ iVoIP này để mình check SSH, tức là mount partition của các cái máy này thôi. Đó. Thì mình sẽ bấm tiếp theo, mình bấm vào check SSH các bạn nhé. Bấm check SSH rồi một lúc công cụ này của mình sẽ báo thành công. Rồi, thành công rồi các bạn. Thì bây giờ mình sẽ bấm WinSCP lên này, mình sẽ mở WinSCP lên để mình tìm các file chip của nó các bạn nhé. File kích hoạt của máy iPhone X này đấy. Rồi đây, mình sẽ kết nối như thế này. Protocol này mình chọn SCP này, Hotlane là 127.0.0.1, port là 22 các bạn nhé, username là root. Rồi mình bấm login. Thì password của mình luôn luôn là unpies. Enter. Đây là toàn bộ những có trong máy các bạn nhé. Dữ liệu của người dùng được lưu ở trên MLT2. Đấy, còn MLT2 đây, dữ liệu người dùng của máy iPhone đó các bạn. MLT1 thì chứa dữ liệu của hệ thống. Sẽ tìm file hệ thống của nó. File kích hoạt. File kích hoạt của nó sẽ nằm trong thư mục MLT2 này các bạn này, dữ liệu người dùng này. Ta mở nó ra. Thì chúng ta cần sao lưu 3 file, file .ht là một này. File thông tin iCloud này. Là file thông báo đấy. Đó, thứ ba nữa là file sóng. Đây các bạn nhé, chúng ta sẽ tìm 3 file đó. Tìm bằng cách nào dùng WinSCP mình sẽ làm thế này. Bấm vào MLT2 này. Mở container ra này. Chọn data này. System. Thì ở đây nó sẽ trong các cái thư mục này sẽ chứa có một thư mục chứa file .ht của mình. Mình sẽ bấm vào file. Chọn bấm sound.playlist playlist nha. Start thì nó sẽ tìm trong cái thư mục nào có cái mục ht record này này. Mình bấm vào ra nó sẽ dẫn đến cái thư mục đó. Mình back trở lại. Đây. Thì trong cái thư mục này các bạn này. Đấy thì mình sẽ copy cái file kích hoạt này ra ngoài desktop các bạn nhá. Sau lưng nó ra đã, mình cứ nắm trong tay cái chìa khóa này đã. Đấy. Mình sẽ copy nó ra này, kéo thả nó sang thôi. Xong. Internal này.
không cần thiết lắm. Rồi mình back trở lại nhé. Bây giờ mình sao lưu file tiếp, cái tiếp theo là mình sao lưu cái file 6 nó nằm ở trong mục MDT2 này, trong thư mục whitelist sóng này, library freedom free reference. Rồi đây chính là cái file sóng các bạn nhé, mobile device com center no backup này. Rồi file sóng, còn số điện thoại, số điện thoại thì được lưu ở trong thư mục này, à trong cái file này các bạn nhé, comcenter.plist. Đây mình sẽ vứt ra đây, ok chưa? Thế là mình tìm được file sóng và file số điện thoại rồi nhé. À, còn file chứa tài khoản iCloud của máy thì sẽ nằm trong thư mục này các bạn nhé, trong thư mục mobile này, library chọn account nhé. Đây đây là file chứa tài khoản các bạn nhé. Đây, kéo nó sang bên này như vậy. À còn một file nữa là file thông báo các bạn nhé, file thông báo thì cũng nằm trong thư mục MDT2 mobile này, thuộc library. Đấy, trong mục fair play bạn kéo thả là cả fair play sang đây. Ok mình check lại xong xong file kích hoạt của mình trong có đầy đủ chưa các bạn nhé. Một này, file account này, file kích hoạt này, file iCloud thông báo này, ở đây là file sóng này, số điện thoại. Thực ra chúng ta chỉ cần có file này và ba cái này, 1, 2, 3 cái này là đủ các bạn nhé. Còn mình muốn đọc thông tin của tên iCloud này thì mình sẽ đọc ở trong cái này, mình sẽ dùng công phần mềm để mình đọc trong thư mục account này. Đấy, chính là cái file này. Đây mình sẽ dùng phần mềm để đọc nó ra. Đấy, sẽ đọc được cái tên của nó ra và số điện thoại sẽ lưu trong cái này và mình dùng phần mềm để đọc nó ra các bạn nhé. Cái đấy mình sẽ hướng dẫn sau. Mình đã như vậy, mình đã backup xong cái file kích hoạt của chiếc iPhone X này rồi. Bây giờ mình chỉ việc xóa iPhone thôi các bạn. Bây giờ mình sẽ xóa nhé. Xóa thì mình dùng Mac cho nhanh. Để xóa thì có nhiều cách lắm. Xóa trắng máy đi. Xóa trắng máy đi thì có nhiều cách. Chúng ta cắm trở lại máy Mac xóa cũng được. Rồi thì chúng ta trên Win thì chúng ta đã xong rồi các bạn nhé. Ẩn chúng đã có file tin đi rồi thì bây giờ chúng ta sẽ bấm lệnh như thế này, chấm sạc SSH RAM disk, chấm SSH sạc reset các bạn nhé. Ta sẽ gõ chữ reset. Ta sẽ gõ reset. Câu lệnh đây. Ta bấm enter. Yêu cầu máy đưa vào chế độ debug. Đưa máy về debug nhé các bạn nhé. Cách đưa vào debug thì làm tương tự như vừa nãy. Rồi, đợi nó khởi động lên và nó sẽ xóa sạch dữ liệu các bạn ạ. Xóa trắng dữ liệu nha. Xóa sạch luôn. Chiếc điện thoại đang boot rồi. iPhone boot lên thì nó sẽ là xóa trắng dữ liệu. Cách một này là cách để xóa dữ liệu này thì là mình cắm vào Mac và chọn lệnh reset. Đấy. Hoặc là cách nữa nhé, cách nữa là mình sẽ dùng cái cáp này. Cáp để read thông tin này các bạn này. Cái cáp này chúng ta sử dụng ứng dụng Magic Config các bạn nhé. Đây nó đang reset rồi này. Thì cái cách mà để dùng cái cáp này thì cũng dễ lắm.
Đây, mình cũng cắm vào máy này. Mình nói qua cho các bạn thôi. Cắm vào máy. Rồi, sau đó các bạn mở ứng dụng Magic Config này, các bạn tải trên máy về, chắc là nhiều bạn biết rồi. Ok này. Rồi mình sẽ chọn đưa máy về màn hình hồng, Boot Purple Mode này. Đó. Xong rồi đưa máy về Debug, rồi bấm vào Boot Purple Mode, đưa máy về màn hình hồng nhá. Đó. Xong sau đó là khi mà đã đưa máy về màn hình hồng rồi, chúng ta bấm vào Connect và bấm vào Reset. Đã reset này. Chúng ta sẽ bấm vào Factory Reset Device các bạn nhé, để reset lại. Đấy. Những cái bước này thì nó mất thời gian hơn và cần phải có cái cáp này. Đấy. Hơi lằng nhằng. Câu lệnh nhanh nhất đấy là reset dùng qua terminal và máy đã reset để mặc định. Rồi. Tài khoản iCloud đây. Bắt đầu bằng chữ A. Và máy có yêu cầu mở khóa bằng mật mã này, nhưng máy đã quên mật mã rồi thì không có cách nào cả. À, mình sẽ read thông tin. Mình sẽ read thông tin thử các bạn nhé. Thì để mà đọc được thông tin iCloud số điện thoại này của mình các bạn nhé.
Bây giờ chúng ta sẽ chạy RAM đích lần nữa các bạn nhé. Chạy RAM đích lần nữa này. Rồi. Chúng ta sẽ gõ lệnh nhỉ. Chấm sẹp RAM đích.sh cách 13.7 Enter. Rồi cần đưa máy về chế độ debug nhé. Tăng giảm nguồn. Khi nào nó sập nguồn thì chúng ta giữ phím giảm âm lượng và 4 giây nhả phím nguồn. Rồi sập rồi. Rồi nhả nguồn. Cứ giữ chặt phím giảm thôi các bạn nhé. Tăng giảm nguồn. Đợi nó sập phím nguồn thì chúng ta bấm giảm, nhả phím nguồn. Rồi, đã vào debug. Máy đang boot RAMPIC các bạn nhé. Ok các bạn nhé, chúng ta đã RAM đích thêm lần nữa. Để lần này chúng ta sẽ phục hồi lại các cái file kích hoạt mà chúng ta đã sao lưu trên máy Windows. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cắm máy trở lại máy Windows nhé. Vẫn là công cụ iVoice. Ra iVoice check SSH này là chỉ để nó mau partition thôi. Check SSH, báo done, bắt đầu mình dùng WinSCP để mình khôi phục lại dữ liệu nhé các bạn nhé. Rồi, rồi mở WinSCP lên. Chúng ta sẽ kết nối vào máy, login, file, một khẩu mặc định của hãng Apple. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chép lại các file kích hoạt đấy vào trong cái phân vùng người dùng này các bạn nhé. MDT2 ta chép vào, chúng ta sẽ chép như thế này thì tất cả các cái chúng ta chép thẳng vào thì nó sẽ báo lỗi, nên là chúng ta phải copy các cái file kích hoạt chúng ta vào trong mục download làm như thế này nhé. Chúng ta sẽ bấm vào MDT2 này, vào mobile này, media này, download. Rồi tất cả cái thư mục file kích hoạt ấy mình sẽ lém vào trong này. Rồi nó đã cóp vào trong này nhá. Thì trong này hết, mình sẽ cóp dần dần ra, mình sẽ cóp từ đây là trong bộ nhớ máy rồi nhá. Nó đã cóp trong bộ nhớ máy. Và sẽ từ đây mình sẽ cóp quay trở ra vào từng thư mục riêng lẻ riêng kia. Trước tiên này, mình sẽ cóp cái thư mục kích hoạt này vào, copy này. Copy back ra. File .exe. Đây, mục container data system file start. Thư mục nào nó có chứa cái data đây, đây chính là cái thư mục mình cần ném vào các bạn ạ. Paste ra đây. Ok, vậy là file kích hoạt đã được quay trở lại nhá. Xong bây giờ mình sẽ cần quay trở lại media download hành động ấy. Giờ mình sẽ ném trả lại cái file sóng, copy ném trả lại file sóng nhá, back trở lại. Rồi trong mục whitelist đây, library reference paste ra đây, dán đè lên. Rồi như vậy là iPhone sẽ có sóng, không phải kích hoạt lại. Tiếp đến chúng ta sẽ lại ném file iTunes nhá, file iCloud hiện thông báo đấy, media này, media download. Rồi, file chính là cái file play này, copy nó ra nhá. Chúng ta sẽ để ra ngoài thư mục library. Đây, chúng ta sẽ paste ra đây. Chúng ta sẽ paste ra đây các bạn nhá. Can chuẩn về ra đây. Ok.
Rồi, như vậy là mình đã copy xong hết những cái thứ cần thiết. Mình sẽ khởi động lại máy nha các bạn nhé. Khởi động lại máy, admin, reboot, file executable. Rồi, bây giờ máy sẽ được kích hoạt các bạn nhé. Như vậy là chúng ta đã xong, đã bypass xong chiếc iPhone X này các bạn nhé. Xong. Rồi, iPhone khởi động lên. Rồi, chúng ta sẽ setup như bình thường thôi. Lúc này nó sẽ không hỏi iCloud nữa các bạn nhé. Không yêu cầu XT nữa. Rồi. Tiếng Việt, Việt Nam. Trên máy tính thì nó đã hiện là đã IT rồi đây này các bạn này. Đó, thế là chúng ta đã bypass xong một chiếc iPhone X rồi, Việt Nam. Đây mình setup nó sẽ không, đấy nó sẽ không hỏi cái nào nữa nhé các bạn nhé. Đấy, thiết lập PID rồi bỏ qua, không đặt mật mã bỏ qua, nó setup vào trong đã. Rồi, không chuyển dữ liệu, đập sau thiết lập nó lên đã. Rồi, ok các bạn nhé, vậy mình đã làm xong. Ok các bạn, vậy là mình đã bypass xong chiếc iPhone X này, iOS 13.7. iOS này thì khá là mượt. Đấy, còn bypass này là bypass full SIM sóng đầy đủ hết các tính năng các bạn nhé. Rồi, chúng ta có lưu ý là chúng ta không được đặt lại dòng 2 các bạn nhé, không được đặt lại dòng 2 này. Đặt lại dòng 2 này thì nó sẽ lại hỏi đây, dòng 2 đây. Đấy, đấy là hard reset ấy, nó sẽ hỏi lại iCloud. Có lưu ý quan trọng là không được đặt lại các bạn nhé. Đấy, còn nếu mà các bạn muốn khóa cái dòng, không cho nó hiện cái dòng đặt lại dòng 2 này nữa thì có cách. Có hai cách. Một là chúng ta jailbreak chiếc iPhone này, sau đó dùng tool để block update data. Hoặc cách thứ hai là chạy RAM disk lại như vừa nãy. Xong chúng ta sẽ lém cái file ẩn kích hoạt đấy. À quên, cái file ẩn update đó. Như vừa nãy mình làm ấy, thì mình có cái file, đây, đây là cái file ẩn đây. Đã xóa ẩn đây các bạn nhá. File playlist đã xóa ẩn này. Thì chúng ta chỉ việc lém hai cái file này vào cái đường dẫn ở trong MLT1 thôi, cái partition 1 ấy. Mình có cái hướng dẫn ra đây rồi, cái thư mục để lém đây. Đấy, MLT1 nhá. Trong mục setting này này thì nó sẽ có hai cái file này, thì mình đã chỉnh sửa hai file này và chúng ta chỉ việc ném nó vào vào trong cái thư mục đó. Đây là RAM disk các bạn nhé. RAM disk thì chúng ta làm như thế. Ở nhanh gọn thì chúng ta jailbreak, hoặc là nhanh gọn chúng ta jailbreak và dùng tool block, rất nhiều tool để block OTA này. Đấy. Thì mình đã không, cái máy này mình không cần phải chặn reset các bạn nhé. Máy của người dùng mà chính chủ sở hữu chỉ qua họ quên thôi, mình không cần chặn. Ok, vậy là đã xong rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé. Các bạn hãy bấm like và chia sẻ để mình ra nhiều video mới cho các bạn nha. Cảm ơn các bạn.